dịch bệnh càng quá do phải khử trùng mới lên clip được các bạn ạ. Cũng sắp đến năm học mới rồi và cũng chắc là lâu rồi hả? Mình cũng chưa giới thiệu cho anh em mẫu laptop nào để có thể gọi là phục vụ cái mục đích chuyên cho học hành. Và ở video này thì mình đang có đây hai con laptop của Asus và chúng ta sẽ có một chút cái khác biệt về cấu hình. Một con thì sẽ là phiên bản cũ và đây sẽ là phiên bản mới mà mình sẽ review cũng như là giới thiệu cho anh em trong video này. Và với những anh em đang là sinh viên năm nhất chuẩn bị đi học vào năm đầu tiên cũng như là những anh em chưa mua cho mình một cái laptop để học tập thì hãy theo dõi video này để biết được là mình nên mua laptop nào cho cái công việc là học tập. Trước tiên thì hãy cùng đến với mẫu laptop Asus Gaming TUF FX505DT. Thì đây là series cũ. Thì về ngoại hình chúng ta sẽ có ở đây một cái thiết kế nó khá là hầm hố và góc cạnh. Mặt trên sẽ là logo Asus nằm ở chính giữa giống như những cái sản phẩm khác. Bốn góc thì sẽ được vát xuống như này thì nó sẽ tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Đồng thời thì chúng ta sẽ có một cái bề mặt nhám nó khá đẹp và sờ thì nó sẽ phê và cảm giác kiểu chắc chắn hơn là cái bề mặt bóng. Ngoài ra thì ngoài đẹp ra thì cái bề mặt nhám này nó sẽ giúp cho các bạn chống được cái việc là bám vân tay cũng như là chống bám mồ hôi thì cái vẻ ngoài của cái laptop nó sẽ đẹp hơn. Ở phần mặt dưới thì đương nhiên nó sẽ là vị trí của quạt tản nhiệt. Phần hơi nóng sẽ được đẩy ra phía đằng sau. Và mình thích cái phần thiết kế khí nóng được đẩy ra đằng sau như này. Không giống như một số các thiết kế của laptop gaming của một số hãng khác, nó sẽ đẩy khí nóng về hai bên và cạnh trái phải sẽ khiến anh em sử dụng nó dễ bị nóng tay và khó chịu. Và với phần tản nhiệt này thì anh em có thể thoải mái tùy chỉnh nhiều chế độ ngay trên bàn phím phù hợp với từng mục đích sử dụng. Ở phía cạnh trái này thì chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ những cái kết nối cơ bản như là cổng cắm nguồn sạc, cổng LAN, HDMI 2.0, USB 2.0 và hai cổng USB 3.1 thế hệ 1 và jack cắm âm thanh 3.5. Ngoài ra thì ở dưới này thì nó là vị trí loa hai bên, tất cả các cổng kết nối đều nằm ở bên cạnh trái để khi anh em chơi game sẽ không ảnh hưởng tới phần chuột ở bên tay phải. Và nói qua một chút về loa thì Asus đã trang bị cho con laptop này một cái công nghệ giả lập âm thanh vòm trên loa và nó sẽ không giống như những cái loa khác trên laptop, nó chỉ có cái chức năng gọi là chống điếc thôi chứ không thể nào hay được. Thì ở trên con laptop này anh em có thể tận hưởng cái việc mà chơi game hay là nghe nhạc, xem phim một cách kiểu nó tốt hơn vì cái công nghệ này đã được tích hợp vào. Về cấu hình thì chúng ta sẽ có một con chip khá là quen thuộc tới từ AMD Ryzen 5 3550H 4x8 luồng đủ cho anh em chiến game ở cái mức tầm trung. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây RAM 8GB bus 3200 và có thể nâng cấp các màn hình NVIDIA GeForce GTX 1650 và 512GB SSD. Và theo cá nhân mình thì với cái cấu hình như thế này thì anh em có thể chơi game và chiến tốt ở những cái game online cũng như offline ở cái mức setting tầm trung. Và với những cái game mà kiểu nặng đô hơn như là Battlefield 5 hay Linh Tinh thì chúng ta sẽ phải chơi ở một cái cấu hình gọi là nó hơi bị thấp đi một tí, tuy nhiên thì vẫn chơi tốt. Và trên thực tế thì cấu hình này là vừa đủ cũng như là thừa sức để cho anh em sử dụng cũng như là chơi, à nhầm, học trên những cái phần mềm học tập online hoặc là offline ở mức cấu hình và setting là tầm trung. Còn với những cái phần mềm học tập nặng như là Battlefield 5 hay là linh tinh lên ấy thì anh em vẫn có thể chơi được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải set cái cấu hình nó hơi thấp xuống một chút để có thể mà học một cách gọi là mượt mà nhất. Và đi kèm với cấu hình tốt thì con laptop học tập này còn sở hữu một cái màn hình 15,6 inch 16.9, tần số quét là 120Hz, một con màn hình đẹp với mức độ hiển thị vô cùng tốt trên tấm nền IPS cùng với tần số quét cao cho anh em một cái trải nghiệm game, học tập nó sẽ tuyệt vời hơn, nhất là trên những cái tựa game FPS. Tuy nhiên thì sẽ có một cái vấn đề là cái phần viền màn hình phía dưới nó hơi dày và mình không thích cái phần này cho lắm, nó làm giảm đi cái tính thẩm mỹ khá là nhiều, nó không còn thanh thoát cái chiếc laptop nữa. Tuy nhiên thì do vậy nên là cái bản lề của laptop nó cũng sẽ được chắc chắn hơn. Về phần bàn phím thì nó cũng không có gì quá là nổi bật. Chúng ta vẫn có những cái bàn phím và những cái trải nghiệm bấm phím thông thường trên những mẫu laptop gaming hay là những mẫu laptop khác. Và được cái là nó có chất lượng gia công khá là tốt, có cảm nhận về lực bấm khi mà bấm. Và chúng ta sẽ không thể bỏ qua phần LED RGB, nó làm tăng thêm vẻ đẹp cũng như thẩm mỹ cho con laptop này. Thì về cơ bản với những con laptop gaming hay là để cho anh em học tập ở nhà thì mình vẫn khuyên anh em là nên có một con bàn phím cơ để dùng khi mà ở nhà, còn khi mà mang đi lại lên trường để học cái trình chiếu PowerPoint hay là slide các thứ thì anh em chỉ cần mang thế thôi. Còn ở nhà thì chúng ta vẫn nên có một con bàn phím cơ riêng để có thể tăng cái trải nghiệm chơi game cũng như là học tập lên một cái tầm cao mới và nó sẽ thoải mái hơn. Và đó là những gì có ở FX505DT và đây sẽ là cái thế hệ tiền nhiệm. Xin giới thiệu cho anh em là một người anh em khác của con laptop này, đây là Asus FA506IH, được nâng cấp đáng kể cả về thiết kế cũng như là mang lại cái trải nghiệm tốt hơn về sức mạnh so với thế hệ trước. Ở FA506IH thì về ngoại hình đã được thay đổi so với thế hệ cũ với thiết kế to bản, dài và hầm hố, thì ở cái thiết kế mới này đã được tinh chỉnh để gọn hơn.
nhưng mà nó cũng không làm mất đi những cái nét cá tính mạnh mẽ của dòng laptop gaming TUF. Mặt trên sẽ là logo TUF đặt ngay chính giữa thay cho cái chữ Asus ở phiên bản cũ, cùng với bề mặt nhám nó cũng tương đương, vô cùng sang, vô cùng đẹp, nó không có gì khác cả. Nhưng thay vì có cái phần gồ lên với góc cạnh hơn ở bản cũ thì đã là một cái mặt phẳng hơn, và mặt dưới thì cũng là cái phần quạt tản nhiệt, tuy nhiên thì đã được thay thế đổi thiết kế dành các cái lưới tổ ong, đem đến hiệu quả tản nhiệt tốt hơn, cùng với đó là cái độ thẩm mỹ cao hơn. Và tất nhiên khí nóng thì vẫn được đẩy ra phía đằng sau để đảm bảo cho cái việc là trải nghiệm sử dụng của anh em sẽ được tốt hơn khi mà dùng. Cùng với đó thì để hai con laptop này ở cạnh nhau thì FA506iH nó sẽ nhỏ và ngắn hơn một chút, phù hợp hơn là một con laptop vừa dùng để học tập cũng như để làm việc. Tuy là FA506iH nhỏ hơn một chút so với là người anh tiền nhiệm, tuy nhiên thì phần kê tay của chúng ta nó vẫn sẽ rất là thoải mái và không bị cắt đi quá là nhiều, gây cảm giác khó chịu, thiếu hụt khi mà anh em kê tay gõ phím. Lực nhấn của phím thì theo mình thấy nó là tương đương. Tuy vậy thì phím bấm ở FX505DT vẫn to và rộng hơn, thoải mái hơn cho anh em nào có bàn tay to và ngón tay dài. Cả hai thì đều được trang bị đèn LED RGB ở phía bàn phím và đều có thể tinh chỉnh bằng phần mềm hoặc là ngay trên phím chức năng ở trên bàn phím. Về các cổng cắm thì nó vẫn được trang bị ở phía cạnh trái. Chúng ta vẫn sẽ có cổng cắm nguồn sạc HDMI 2.0, một cổng USB 2.0, hai cổng USB 3.2 Gen 1 và một cổng Type-C 3.2 Gen 2, một audio jack 3.5 và phần phía dưới sẽ là loa của máy được trang bị ở hai bên. Và về cấu hình của người em sinh sau đẻ muộn này thì ở trên TUF FA506iH chúng ta sẽ có một chip AMD Ryzen 5 4600H 6x12 luồng, 8GB RAM và chúng ta có thể nâng cấp lên đến tận 32GB. Và về xử lý đồ họa thì chúng ta sẽ có các màn hình NVIDIA GeForce GTX 1650 và vẫn là ổ cứng SSD 512GB. Anh em vẫn sẽ có một màn hình 15,6 inch ở trên con FA506iH này. Độ sáng thì nó đạt tới 250 nit, và tần số quét thì cao hơn phiên bản cũ, và đó là 144Hz trên tấm nền IPS. Nó vẫn sẽ hiển thị sắc nét và vô cùng tuyệt vời khi mà anh em trải nghiệm những cái tựa game FPS trên màn hình này, hay kể cả là anh em dùng con laptop này để phục vụ những công việc như là làm ảnh hay dựng phim đều có thể đáp ứng được tốt, do nó sử dụng tấm nền IPS độ chuẩn màu khá là cao. Và về phần viền của màn hình thì FA506iH cũng đã được làm gọn hơn và trông tinh tế hơn rất là nhiều so với FX505DT. Và có một điều là thường thấy ở trên những con laptop gaming hay là laptop học tập thì ở cái mức giá rẻ như này anh em sẽ không được trang bị webcam. Và trong cái vấn đề dịch như này và anh em sẽ phải đi học online rồi, và ở trên những phần mềm Zoom hay là linh tinh các thứ thì anh em vẫn sẽ cần phải có webcam để có thể check in trong lớp, điểm danh hay là ngồi học. Thì ở trên hai con laptop chuyên học tập này, Asus đã trang bị cho anh em là hai con webcam. Đây, hai con webcam để có thể phục vụ cho vấn đề là học tập và học online. Ngoài ra thì vẫn có thể stream được. Và để cho anh em biết được là hai con laptop này sử dụng được cái phần mềm học tập nó tốt đến đâu và ở cái mức setting như nào thì chúng ta hãy đến ngay phần test phần mềm học tập. Hạn chế tối đa ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu đặc biệt phải đi ra ngoài, hãy nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tầm 2m. Hãy luôn nhớ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc là xà phòng. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau dọn các bề mặt hay tiếp xúc. Thực hiện khai báo y tế đầy đủ tại tờkhaiyte.vn. Hoặc có thể tải ứng dụng nCoV trên Google Play hoặc App Store. Về giá bán thì ở phiên bản mới này nó sẽ có giá chênh lệch hơn khoảng 3 triệu đồng so với phiên bản cũ. Tuy nhiên thì với những cái nâng cấp cũng như là sức mạnh mới được đem lại như vậy thì 3 triệu đối với mình nó không phải một số tiền nó quá là to. Còn với những anh em đang là sinh viên có cái kinh phí hạn hẹp thì FX505DT nó sẽ là một sự lựa chọn có thể nói là phù hợp với túi tiền hơn. Còn với những anh em có thể nói là dư giả hơn một chút hoặc là sẵn sàng chi hơn một chút để có một con máy học tập tốt hơn thì FA506iH nó sẽ là một cái sự lựa chọn có thể nói là nhãn tiền hơn. Và anh em nghĩ sao về hai con laptop này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết, cũng như đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Ngoài ra thì đừng quên bấm subscribe về cái chuông nhỏ nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất. Và dịch dùng rồi, đi ra ngoài đường thì nhớ rửa tay thường xuyên cũng như là đeo khẩu trang.
còn cẩn thận hơn để mặc cả bộ như mình. Video thì đến đây là hết rồi. Và anh em nhớ bình luận để xem là hai con laptop này con nào đáng tiền hơn. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số video tiếp theo. Mình là phóng viên sản phẩm Vinh Tokoda.